Hello anh em, hôm nay chúng ta tiếp tục đi săn mồi cùng quái thú nhé. Nào, hôm nay bắt đầu xem là hai con cá sấu màu vàng tranh hợp lại với nhau xem ra con gì nào. Một con màu xanh, một con màu xanh gì nào? Con cá sấu màu xanh đang ở trên bàn. Con này càng ngày càng bớt béo mút mút rồi, sắp tiến hóa thành khủng long đến nơi. Săn 50 con, 50 con ếch. Đi săn vịt cho con nhanh hơn. 50 con ếch. Xem bảng này nhanh nhanh đất nhé. Con màu cam trông hoành tráng, hoành tráng quá là hoành tráng luôn. Linh dương, linh dương. Bây giờ bắt đầu có linh dương rồi, ăn thịt luôn. Đi tới đâu rồi, rung cả cây. Bắt linh dương. Rộng lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiến tiếp thôi. Đợi đến bao giờ? Không có xỉa ra ăn mấy con ninh dương a điểm ninh dương chúng tôi bọn này chưa kịp chạy thì đã bị vào bụng anh rồi, chưa kịp chạy thì đã bị ăn thịt rồi, chưa kịp chạy thì anh đã ăn thịt cắt. Nhưng lại phải đợi ngồi đợi chính là nó cả sinh ra con gì đó. Đấy. 6, 5, 3, 2, 1. Tất cả. Tiếp tục. Qua một con, hai con, qua một con. Con màu xanh 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 đi chiến thôi, đi chiến thôi, chiến thôi. Nếu bọn mình dùng khó khó kiếm bằng quá em có sống xanh nè trà bá kiếm ra ngon đi về con gái. Củ nong rồi, củ nong anh em ạ, tiến hóa thành củ nong rồi. Wow, trông hoành tráng đấy. Nong này không biết là ăn cỏ hay ăn gì. Tiến hóa, tiến hóa, yeah. Nong, cỏ à? Nong ăn cỏ ăn gì? Video hôm nay tới đây kết thúc nhé anh em. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.